Tôi nghĩ rằng phần lớn các bạn trong số này đã thử. Các bạn hãy thử ChatGPT 4 chấm bản Turbo. Và tôi muốn nói ChatGPT bản 4 chấm Turbo đang là nằm tương đương với những người 1% những người giỏi nhất trên thế giới này trong 57 lĩnh vực khác nhau. Tôi tin rằng các bạn không dám tự nhận mình là nhóm những người giỏi nhất như vậy. Rất tiếc, một năm gần đây, ChatGPT và bây giờ là Gemini và sắp tới là những ứng dụng của Siri, những ứng dụng của Facebook, những ứng dụng của Tencent, Taobao sẽ bắt đầu xuất hiện. Nó thực sự về mặt hiểu biết, về mặt suy luận, về mặt tổng hợp, về mặt phân tích, về mặt tính toán đã vượt xa con người. Là chúng ta đang nằm dưới một cái áp lực là robot thì có những hành động tốt hơn chúng ta. ChatGPT thì thông minh hơn chúng ta. Tất nhiên chữ thông minh này trong nhanh nhanh. Vậy thì chúng ta làm sao để tồn tại trong tương lai? Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2024 tại Davos thì báo cáo của tổ chức IMF đã chỉ ra rằng là 40% số người lao động trên thế giới này sẽ bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo. Cái chữ ảnh hưởng nghe rất hay. Bản chất chữ này là gì ạ? Là nó sẽ cướp công việc của chúng ta. Các bạn sẽ mất việc và các bạn sẽ giống như Harari, nhà triết gia, nhà sử học lừng danh thế giới với tác phẩm Lịch sử con người, với tác phẩm 21 bài học của thế kỷ 21. Ông ta nói rằng sẽ xuất hiện một tầng lớp không phải là thất nghiệp mà là gọi là useless class, tầng lớp vô dụng. Những người có học, có kinh nghiệm, đang có công việc đàng hoàng sẽ mất công việc của mình bởi vì trí tuệ nhân tạo và robot. Chúng ta có thể nhìn thấy ngay những bài toán trực tiếp. Ví dụ như là 85% công việc của người làm kế toán thì trí tuệ nhân tạo hoàn toàn thay thế một cách đơn giản. Khoảng 40% công việc của những luật sư, của những người làm marketing, của những người lập trình, vân vân. Thì ngày hôm nay trí tuệ nhân tạo thay thế một cách không có gì khó khăn. Và điều này sẽ gây sức ép lên chính chúng ta. Dạ vâng. Và lúc này chúng ta mới chợt nhận ra một điều là chúng ta sẽ nhớ đến tại sao đôi mắt của chúng ta, tại sao đôi tay của bàn tay của chúng ta đã hoàn toàn thay đổi. Bởi vì sao? Mắt của robot, mắt của trí tuệ nhân tạo vượt xa chúng ta. Tay của robot, tay của trí tuệ nhân tạo đang vượt xa chúng ta. Ông bà chúng ta nói rằng là gì? Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Nhưng ngày hôm nay cái câu đấy đã được hiểu theo một nghĩa hoàn toàn khác. Ngày hôm nay chúng ta phải nhìn khác. Ngày hôm nay chúng ta phải làm việc khác để thay đổi thế giới này và để cho chính chúng ta tồn tại. Tôi muốn chia sẻ các bạn điều này. Nếu như hãy nhớ đến lịch sử hàng triệu năm nay, hàng vạn năm nay, khi chúng ta từ từ trên cây bước xuống đồng cỏ, đi thẳng bằng hai chân, biết dùng đến lửa, biết dùng bàn tay khéo léo, con mắt của chúng ta cũng thay đổi. Và tầm nhìn của chúng ta đầu tiên là hướng theo mặt trời, tầm nhìn của chúng ta hướng theo mỗi mục tiêu. Đôi bàn tay chúng ta biết tạo ra các công cụ để thay đổi cả thế giới. Và ngày hôm nay, rất đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc với tất cả các bạn và đặc biệt những bạn đang ngồi trong căn phòng này. Từ một tầm nhìn như vậy, chúng ta đang tự thu hẹp tầm nhìn chúng ta vào cái điện thoại di động. Một ngày, thời gian các bạn sử dụng điện thoại di động là từ 6 tiếng cho đến 10 tiếng. Các bạn liên tục có thể lướt TikTok trong vài tiếng đồng hồ. Các một ngày các bạn bỏ ra cả tiếng đồng hồ để chụp ảnh selfie, sử dụng tất cả các ứng dụng để sửa ảnh. Sau đó lại post lên Facebook, TikTok, rồi lại ngồi đếm like, đếm comment, đếm view. Chúng ta đã mất cả triệu năm để nhìn ra thế giới, để đứng thẳng trên hai chân, để dùng bàn tay của chúng ta tạo ra những công cụ lao động. Thì ngày hôm nay chúng ta lại thu hẹp tầm nhìn vào mình, của mình chỉ vào một cái màn hình bé nhỏ. Và điều đấy đã làm thay đổi. Một cái nghiên cứu vui nhưng không vui chút nào là người ta đã nghiên cứu ra trong 15 năm gần đây ngón tay của chúng ta, đặc biệt là ngón tay cái chúng ta đang thay đổi. Và chắc là các thế hệ sau đây của chúng ta, ngón tay cái nó sẽ to đùng nữa. Bởi vì ngoài cái mí mắt thì cơ của ngón tay đang là cơ hoạt động nhiều nhất trong ngày của chúng ta. Dạ vâng. Đấy là điều rất đáng buồn của cái thời kỳ trí tuệ nhân tạo, thời kỳ của robot, thời kỳ của Internet, thời kỳ smartphone ngày hôm nay. Dạ vâng. Thế nhưng các bạn nhìn thấy con robot mà tôi thể hiện Optimus lúc đầu. Và tại triển lãm CES tại Las Vegas mới chỉ cách đây có mấy tuần, người ta đã đưa ra một con robot mà có thể pha cocktail cực
tuyệt vời, vượt xa tất cả các bartender trên thế giới. Thế nhưng tôi lại muốn chia sẻ với bạn câu chuyện khác. Chàng trai này tên là Tiếp, anh ấy là một trong bartender tuyệt vời ở Hà Nội. Thế anh ấy khác cái người máy có thể pha bạn rượu cocktail là gì? Khi tôi bước vào một trong quán thì chỉ nhìn mặt tôi thôi, anh ấy lại sẽ đoán ra hôm nay tôi đang vui, tôi đang buồn, tôi đang bị stress, hay tôi đang rất phấn khởi. Anh ấy sẽ đổi giọng, anh bảo, ồ, anh Tiến, anh hãy thử một ly dry martini cho thật mạnh và thật lạnh để bắt đầu. Và anh bảo là em biết anh Tiến không uống B52, nhưng hôm nay em sẽ pha cho anh một ly B52 khác biệt để làm cho anh không buồn nữa, không thấy lạnh ở mùa đông Hà Nội nữa, sẽ bùng cháy. Sẽ không có còn con robot, không có hệ thống cognitive computing, không có một con AI nào có thể làm được điều đấy. Và tất cả những điều đấy để nhắc chúng ta một điều, những gì mà từ trái tim đến trái tim, những gì từ ánh mắt đến ánh mắt, những gì mà những cái vỗ vai khi mà ở cạnh nhau, những cái gì khi mà chạm nhẹ tay lên bàn tay của nhau, những điều đấy sẽ không có cognitive computing nào, không có AI nào, không có robot nào để thay thế. Và đấy chính là điều mà chúng ta phải suy nghĩ để làm sao mà chúng ta có thể tồn tại trong thế giới này. Tôi thì rất hay dùng cái công thức này. Tôi nói luôn, công thức này là độc quyền của tôi nghĩ ra. Người ta hay nói đến generative AI. Dạ vâng, chính cái ChatGPT là thành quả của nó. Tức là Gen AI. Và các bạn là gì? Gen Z. Nếu như các bạn làm chủ được trí tuệ nhân tạo, thì các bạn sẽ trở thành những siêu nhân, những X-human. Những con người mà tuyệt vời như các bạn, khác hẳn thế hệ chúng tôi. Thế hệ chúng tôi bây giờ bị các bạn gọi là những thế hệ lỗi lạc, tức là thế hệ lỗi thời và lạc hậu. Còn các bạn, những siêu nhân, các bạn hiểu về trí tuệ nhân tạo, các bạn làm chủ trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo trở thành oxin trong nhà các bạn, trở thành con sen trong nhà các bạn. Và thực sự lúc đấy các bạn làm chủ thế giới này. Và đây là niềm tin mà tôi tin chắc Gen Z và đặc biệt những người đang có mặt trong căn phòng này của Đại học FPT sẽ làm được điều đấy. Thế nhưng, thế làm thế nào để chúng ta có thể thực sự tự tin ở trong cuộc đời này? Tôi sinh năm 1969, và năm 69 thì có một sự kiện rất đặc biệt. Đấy là lần đầu tiên con người đặt chân lên mặt trăng. Khi bước lên những bước đầu tiên trên mặt trăng, Armstrong, nhà vũ hành vũ trụ người Mỹ, đã nói rằng một bước nhỏ của tôi như bước tiến vĩ đại của loài người. Chúng ta đã có những bước tiến vĩ đại như vậy, chúng ta đã hiểu về thế giới. Chính thiên văn Hubble đã giúp chúng ta nhìn sâu về thế giới. Chúng ta có thể nói được những câu chuyện là thế giới này đã hình thành 13,7 tỷ năm. Thế nhưng điều kinh ngạc là thế giới càng phát triển, Internet càng phát triển, công nghệ càng phát triển, thì các bạn, chính những người như các bạn lại không hiểu được những người xung quanh mình. Nếu như thế hệ chúng tôi hiểu rất rõ những người xung quanh mình, hiểu từ niềm vui, nỗi buồn, hoàn cảnh gia đình, và những các bạn thế hệ ngày hôm nay đã rất khác. Các bạn dường như không hiểu cả chính những người thân của mình. Bởi vì sao? Một ngày 6 tiếng, các bạn cắm mặt vào điện thoại di động, vào laptop, vào máy tính. Các bạn nhìn những người thân yêu của mình, ông bà, bố mẹ, người thân, người yêu của các bạn ít hơn thế rất nhiều. Các bạn rất ít khi nói với họ. Các bạn chỉ giỏi chatting, những dòng chữ ngắn ngủi và không có một chút tình cảm nào. Và cũng giống như hàng nghìn năm nay, những triết gia, những vĩ nhân luôn luôn hỏi tôi là ai. Thì ngày hôm nay, để các bạn thực sự có thể tồn tại trong thế giới này, thế giới của Internet, thế giới của trí tuệ nhân tạo, thế giới của robot, thì các bạn đầu tiên của đầu tiên phải hiểu chính mình là ai đã. Và điều này trở nên vô cùng khó khăn. Tại vì sao? Bởi vì rất tiếc, các bạn ngày càng trở nên lười biếng. Ngày hôm nay các bạn thường xuyên khoe với tôi là thưa thầy Tiến, em bao giờ cũng là gì ạ? Work smarter than do harder. Tôi rất xin lỗi. Tất cả những trí tuệ nhân tạo, những cái phần mềm ứng dụng, ví dụ như ChatGPT, ví dụ như là Midjourney, ví dụ như là DID, đã giúp các bạn rất nhiều. Nhưng chúng tôi gọi đấy là những trí tuệ, gọi là trí tuệ gì? Trí tuệ giả tạo. Chính trí tuệ đấy đã làm cho các bạn nhầm tưởng, và kể cả thế hệ chúng tôi cũng rất nhiều người nhầm tưởng là chúng ta biết rất nhiều. Nhưng rất xin lỗi, điều đấy nó cũng chứng minh được một điều là các bạn biết không biết một chút gì về thế giới này.
chúng ta biết quá nhiều, nhiều đến mức mà chúng ta có hẳn một hiệu ứng FOMO, chúng ta sợ rằng chúng ta không biết điều gì đấy. Thế nhưng chúng ta không hiểu sâu về điều gì cả. Tất cả những điều mà các bạn cho là chân lý đấy là chân lý Google, chân lý Wikipedia, chân lý ChatGPT tạo ra. Khi tôi hỏi các bạn đến câu thứ ba, thì các bạn mới chợt nhận ra những điều đấy chúng tôi chỉ gọi là dữ liệu. Còn đối với con người chúng ta, những dữ liệu, những data mà có giá trị thì chúng ta gọi là information, thông tin. Những thông tin nào mà có thể giúp cho các bạn làm việc được tốt hơn, sống đẹp hơn, hiểu được con người hơn, hiểu được xã hội hơn, thì lúc đấy chúng tôi gọi là knowledge, kiến thức. Và những kiến thức nào thực sự các bạn làm chủ, thì khi đấy chúng ta sẽ dùng một từ khác, wisdom, trí tuệ. Và rất tiếc, ngày hôm nay các bạn có thể có rất rất nhiều data, data của các bạn bằng hàng trăm người, những thế hệ như chúng tôi, hàng nghìn người những thế hệ chúng tôi về sự hiểu biết của các bạn. Thì rất tiếc, các bạn đấy chỉ là data. Rất ít trong số đấy có thể gọi là information. Càng ít hơn có thể gọi là knowledge. Càng ít hơn nữa có thể gọi là trí tuệ, wisdom. Và điều đấy các bạn phải thay đổi. Và tôi cũng muốn nói các bạn những điều về thế giới này. Thế làm sao để có thể chúng ta là chính mình? Nhiều chuyện lắm. Chúng ta luôn luôn nói về lifelong learning, học tập suốt đời. Chúng ta nói về self-learning, self-coaching, tự học, tự huấn luyện. Nhưng ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ các bạn ba từ. Dạ vâng. Từ đầu tiên là sống chất. Lúc nãy bạn có thể các bạn hay khoe là các bạn hay đi phượt. Dạ vâng. Năm 1998, đây là bức ảnh chụp năm 1998. Khi mà chưa có từ phượt trên đời này. Khi mà cả Việt Nam chưa ai xách xe máy đi trên đường. Khi đấy cũng không có phong trào mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng để chạy khắp nơi để check in. Thì tôi đã đi từ Sài Gòn đến Điện Biên Phủ bằng xe máy. Dạ vâng. Và bên này cũng là hình ảnh, những hình ảnh của tôi vào những năm sau này. Đây là bức ảnh mà tôi chụp tại Florida, tại Miami. Và tôi muốn nói tại sao gọi là sống chất. Chúng ta sẽ phải làm sao thay đổi chính chúng ta. Tôi đã nghe đến cái câu chuyện các bạn nói rằng là em phải đi nơi này, em phải đi nơi kia, em phải có trải nghiệm. Nhưng tôi muốn các bạn sống chất hơn. Thực sự các bạn sẽ đặt ra mình những mục tiêu, những mục đích. Thực sự trong số các bạn ngồi đây sẽ có rất ít người mà các bạn có thể bỏ ra hàng tháng trời để đi lang thang được. Làm gì có tiền để làm việc đấy? Làm gì có đủ năng lực để làm việc đấy? Làm gì có thể làm ra tiền trong thời gian đấy? Và các bạn còn rất rất nhiều trách nhiệm nữa khi bước ra khỏi nhà trường của Đại học FPT. Thế nhưng hãy chọn cho mình mục tiêu. Các bạn có thể làm việc 12, 14, 16 tiếng mỗi ngày. Các bạn có thể overtime, nghề chúng tôi gọi là OT đấy. Làm việc thêm giờ và để dành những thời gian xứng đáng. Chúng ta sẽ bước chân ra thế giới. Chúng ta sẽ bước chân ra mọi mục tiêu. Chúng ta đặt cho mình những wish list thật là đẹp để làm sao chúng ta có thể sống chất. Điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ các bạn, hãy gu một cách có chiêu. À chiêu một cách có gu. Sorry. Tôi cứ nhớ mãi từ gu thì tôi nói này. Chiêu một cách có gu. Ngày hôm nay các bạn hãy nói với tôi là thầy ạ, em đang chiêu. Thế nào là chiêu? Ngồi uống cà phê gọi là chiêu. Nằm dài trên giường vướt TikTok 2 tiếng gọi là chiêu. 5 đứa rủ nhau ra quán cà phê, không nói nhau một câu nào, cần nói thì nhắn tin, gọi là chiêu. Từ chiêu này là từ mà rất khó dịch ra tiếng Việt. Tôi là người dịch ra tiếng Việt đầu tiên. Tôi gọi chiêu là thả trôi. Thả trôi không mục đích, thả trôi không động lực, thả trôi không mục tiêu. Các bạn hãy thay đổi điều đấy. Chiêu một cách có gu. Các bạn hãy chiêu. Hãy đặt cho mình mục tiêu, cũng quán cà phê thôi. Nhưng hãy đặt mục tiêu. Thầy ạ, em sẽ đặt chân mình lên những quán cà phê đẹp nhất của đất nước này. Những quán cà phê ở Sapa, ở Đà Lạt. Không, không thế, không chỉ thế. Em sẽ đặt lên từ Lũng Cú, những quán cà phê thật nhỏ trên Lũng Cú. Em sẽ đến tận mũi Cà Mau để em uống ly cà phê và chụp ảnh. Và tất cả những điều như vậy sẽ tạo ra sự khác biệt của các bạn. Và rất ngày đẹp trời, mỗi sinh viên đại học FPT sẽ gửi những bức ảnh thật là có gu. Bởi vì em đã check in với những quán cà phê tại núi Phú Sĩ. Em đã check in ở quán cà phê tại lưỡi quỷ Na Uy. Em đã check in tại quảng trường thời đại New York vào đúng đêm giao thừa. Và tại sao các bạn làm được như vậy? Bởi vì khác với chúng tôi, các bạn đã trở thành những global citizen, những người công dân toàn cầu.
Các bạn ngày hôm nay ở Đại học FPT, ngày mai các bạn sẽ làm việc ở Silicon Valley, làm việc tại New York, tại làm việc Tokyo, tại Berlin, tại Paris, tại Singapore và nhiều thành phố khác trên thế giới. Hãy làm điều đấy, chiêu một cách có gu. Và điều thứ ba, tôi muốn chia sẻ các bạn, hãy sống chất. Dạ vâng, sống thật chất. Ngày hôm nay, các bạn khoe chúng tôi những bức ảnh các bạn selfie ở Tà Xùa núi Mây, các bạn selfie ở trên Bà Nà Hill, các bạn selfie ở núi Bà Đen, ở Tây Ninh. Nhưng ngày hôm nay, hãy sống chất hơn. Thế nào là sống chất hơn? Hãy đến những nơi đẹp nhất của Tổ quốc. Hãy đến những nơi xa xôi nhất của Tổ quốc. Hãy đến những nơi khó khăn nhất của Tổ quốc. Thay vì chỉ chụp những bức ảnh selfie để khoe lên trên mạng Internet, để khoe lên Facebook, TikTok, để ngồi đếm view, đếm like, đếm comment, thì các bạn hãy sống chất hơn. Hãy chia sẻ những khó khăn của những người dân ở đấy. Hãy giúp cho họ. Và nếu như chúng ta còn nghèo, hãy giúp cho họ bằng những con chữ, bằng những cuốn sách. Đây là hình ảnh của tôi mới chỉ cách đây có 10 ngày ở trên một cái bản người Thái cách biên giới Việt-Lào có 2 km. Các con đã chia sẻ với tôi niềm vui khi cầm trong tay những cuốn sách của Doraemon, của Thủy Thủ Mặt Trăng, dạ vâng, của Conan. Và khi không chỉ cho sách, tôi tặng tiền cho một bé 8 tuổi. Biết bạn nói gì với tôi không? Tôi nghĩ là ngay bản thân tôi và các bạn trong căn phòng này cũng khó làm được. Bạn bảo là: thưa bác Tiến, cháu sẽ dùng toàn bộ số tiền này để mua cho mẹ cháu một cái váy mới. Bởi vì cháu biết là rất nhiều năm nay rồi, mẹ cháu chưa bao giờ có cái váy mới nào. Thực sự là một chàng trai, thực sự là một chàng đàn ông, một người đàn ông thực sự luôn trong mắt tôi. Vì vậy, các bạn, tôi muốn rằng các bạn phải làm sao phải sống chất, phải chiêu có gu và hành động phải đẹp. Tất cả những điều đấy sẽ làm cho các bạn khác biệt với con robot Optimus, sẽ làm cho các bạn những điều mà ChatGPT, Gemini không thể nào làm được. Và cũng những điều đấy sẽ giúp cho các bạn tồn tại trong sau này.